Long Vương trở lại, Giang Thần. Chương 316 là ông tặng à? Chương 316 là ai tặng quà? Hắc Long là chiến thần hộ quốc của Trung Quốc, anh là tín ngưỡng của tất cả quân nhân. Cũng là huyền thoại trong lòng của tất cả đàn ông Trung Quốc. Lâm Tử Minh cũng không ngoại lệ, anh ta sùng bái Hắc Long, từ khi biết được Hắc Long chính là người bạn học của anh ta 10 năm trước, sau lại trở thành anh em tốt của anh ta, sau này ra đường anh ta đều có thể ngẩng cao đầu. Nhưng cậu ta lại không ngờ tới, người tên Giang Thần đã giúp cậu ta ở trang viên Long Tuyền lại chính là Hắc Long Giang Thần, người bạn học của cậu ta. Giang, đại ca Giang. Anh ta nhìn Giang Thần, trên mặt đầy vẻ kích động. Giang Thần vỗ bờ vai của anh ta, nói tôi cũng không nhẫn tâm nhìn cậu ra nông nỗi này, làm đàn ông cần đội trời đạp đất, đừng sống dưới cái bóng của phụ nữ, số tiền này cũng đủ để cậu tìm người vợ tốt, an tâm sống nửa đời còn lại. Vâng. Lâm Tử Minh gật đầu kiên định. Những tháng ngày này đối với anh ta là quá đủ rồi. Anh ta với Trác Tiểu Lệ tuy là vợ chồng, nhưng mỗi năm anh ta chỉ gần gũi Trác Tiểu Lệ một lần. Ngược lại, Trác Tiểu Lệ thường xuyên đi ra ngoài. Mỗi lần trở về cô ta đều uống say như chết. Trên cổ cô ta vẫn còn lưu dấu mấy vết đỏ. Anh ta sớm đã biết mình bị cắm sừng, nhưng anh ta vẫn cố duy trì mối quan hệ này. Bây giờ có Giang Thần làm chỗ dựa, cuối cùng anh ta cũng nhịn không nổi nữa. Tôi vào nói rõ ràng với cô ta. Lâm Tử Minh xoay người bước đi. Về tới quán lẩu. Trong quán bày biện một số dương. Lúc này, các dương đã bị mở ra. Hai trong số các dương đó chứa các tờ tiền 100 tệ. Số còn lại là ngọc như ý, sư tử bằng vàng, còn có chén đũa bằng vàng. Ô, Tiểu Lệ, ai tặng quà lớn như vậy, thật đáng tự hào nhỉ. Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, ngoại hình khá xinh đẹp nhìn thấy tiền và các món quà sang trọng trong dương, tỏ ra ghen tị. Cô ta tên là La Giang Cầm, là đồng nghiệp của Trác Tiểu Lệ khi còn ở Hộp Đêm, nhưng hiện tại đã bỏ nghề. Những người khác nhìn thấy bên trong đó đều là tiền mặt, quà tặng sang trọng, vẻ mặt ai cũng ghen tị, thậm chí họ còn lấy điện thoại chụp hình, sau đó đăng lên trang cá nhân. Tiểu Lệ à, thật sự là ghen tị với cô kết giao rộng rãi, quen được nhiều kẻ có tiền. Hả, 888 vạn tiền mặt, quà tặng này tôi phải kiếm 10 đời mới có. Bạn học của Trác Tiểu Lệ đều tỏ bày ra vẻ mặt hâm mộ. Nghe mấy lời tâng bốc nịnh bợ đó, Trác Tiểu Lệ cười không ngậm được miệng, cô ta ôm chặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này tên là Lý Long. Ông ta là một ông chủ lớn, nhận thầu rất nhiều công trình, buôn bán rất có lời. Vẫn là anh Long yêu em. Trác Tiểu Lệ nhìn Lý Long. Cả người cô ta đều dán vào ông ta, nếu như không có nhiều người, chắc chắn cô ta sẽ thưởng cho Lý Long. Lý Long nhìn số quà tặng này cũng kinh ngạc, ai vậy nhỉ? Dám mạnh tay như vậy. Dường như Trác Tiểu Lệ cho rằng số quà tặng này là ông ta tặng. Sau khi giật mình, ông ta cười ha hả, đây là chút thành ý, có ai thương em như anh đâu. Lý Long bắt đầu giả vờ. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng số quà tặng này là của ông ta, vậy thì ông ta sẽ không khách khí. Hơn nữa ở đây có không ít cô gái đẹp. Ông ta nhìn thấy những cô gái này mỗi người một vẻ, sau khi khoe khoang, chủ động hỏi thông tin liên lạc, sau này sẽ có bạn tình miễn phí. Chỉ là mấy trăm vạn tiền mặt, một ít quà tặng mà thôi, đây là chút thành ý của anh, chỉ cần Tiểu Lệ thích, dù phải chỉ nhiều tiền hơn nữa, anh cũng vui vẻ nguyện ý. Khí chất của ông chủ. Ông chủ, xin chào, tôi là Mộng Điệp, xin được làm quen. Mọi người bắt đầu nịnh bợ ông ta. Thậm chí có người phụ nữ cũng có chút nhan sắc, bắt đầu chủ động chào hỏi ông ta. Đúng lúc này thì Lâm Tử Minh đi đến. Giang Thần và Đan Chiến theo sát phía sau. Lâm Tử Minh thấy Trác Tiểu Lệ làm trò trước mặt nhiều người như vậy, lại còn khoác tay một người đàn ông mập mạp, cả người còn đang dán vào ông ta, vẻ mặt anh ta có chút trầm thấp, tới gần quát Trác Tiểu Lệ, cô đang làm cái gì vậy? Tiếng hét lớn khiến Lâm Tử Minh trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Trác Tiểu Lệ xoay người, khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, cô ta nghiêm mặt hét lớn, Lâm Tử Minh, anh muốn chết à, không thấy tôi đang tiếp đãi khách quý sao? Lâm Tử Minh liếc nhìn Lý Long, khinh bỉ nói, những thứ này không phải ông tặng, vậy mà dám nói chính ông tặng, thật sự là không biết xấu hổ. Cái gì? Không phải là ông chủ này tặng sao? Sao lại như thế? Ở đây có không ít người bắt đầu nghi ngờ. Ánh mắt của mọi người bắt đầu tập trung trên người Lâm Tử Minh. Lý Long còn chưa lên tiếng thì Trác Tiểu Lệ đã trở mặt,
buông tay ông ta ra rồi tiến lại gần Lâm Tử Minh, giơ tay lên tát anh ta một cái. Bốp, tiếng bàn tay vang lên. Trên mặt Lâm Tử Minh nháy mắt đã xuất hiện dấu vết một cái bàn tay. Lâm Tử Minh, anh phát điên gì vậy, đây là ông chủ Lý, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với ông chủ Lý. Nói xong, cô ta xoay người nhìn Lý Long, vẻ mặt xin lỗi, anh Long, thật lòng xin lỗi anh, là em quản giáo không nghiêm, không dạy bảo tốt anh ta, khi trở về em nhất định bắt anh ta quỳ bàn phím. Hừ, Lý Long hừ lạnh, Lâm Tử Minh bị đánh, chắc Tiểu Lệ còn làm trò như vậy trước mặt bạn học. Trong lòng anh ta đầy lửa giận. Thật không ngờ địa vị của Lâm Tử Minh ở nhà lại thấp như vậy. Đúng vậy, chắc Tiểu Lệ nói đánh là đánh, còn muốn anh ta trở về quỳ bàn phím. Một cô gái xinh đẹp như vậy, Lâm Tử Minh tìm đâu ra? Tôi nghe nói, trước kia chắc Tiểu Lệ từng là gái bao, sau khi kiếm đủ tiền thì tìm người thành thật kết hôn. Cũng không biết sau khi hai người kết hôn, cô ta có cho Lâm Tử Minh gần gũi hay không? Mọi người xì xầm bàn tán. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Lâm Tử Minh đều nghe thấy. Trác Tiểu Lệ cũng nghe thấy, nhưng cô ta không thèm để ý. Trác Tiểu Lệ, tôi phải ly hôn với cô. Lâm Tử Minh nắm chặt tay lại, hai mắt đỏ bừng, hét lên. Hay cho tên Lâm Tử Minh nhà anh, lá gan lớn như vậy, ly hôn à? Anh định hù dọa ai, tôi cũng không thiếu đàn ông đâu, anh đó, ngoài tôi ra, còn ai dám gả cho anh nữa chứ? Trác Tiểu Lệ nghe thấy Lâm Tử Minh muốn ly hôn. Cô ta nổi giận đùng đùng, giơ tay lên định nhéo lỗ tai canh ta. Lâm Tử Minh cũng vung tay tát một cái. Con khốn! Cái tát này lực rất mạnh. Trác Tiểu Lệ bị đánh đến quay cuồng. Cơ thể cô ta lảo đảo một vòng, sau đó ngã quỵ xuống đất. Những người xung quanh đều ý thức lùi lại, rồi đứng sang một bên xem náo nhiệt. Một lúc sau, Trác Tiểu Lệ từ dưới đất đứng dậy, một tay che khuôn mặt bị đánh của mình, một tay chỉ vào Lâm Tử Minh. Giống như một người đàn bà chanh chua, mắng to, giỏi cho Lâm Tử Minh anh lại dám đánh tôi, anh đã bị đá, anh mau cút đi cho tôi. Trác Tiểu Lệ, tôi sớm đã chịu đựng đủ rồi. Cơn tức giận bị kìm nén bấy lâu nay của Lâm Tử Minh lại hoàn toàn bộc phát vào lúc này. Quán lẩu này tôi đã bỏ ra 50 vạn, cô bỏ ra 150 vạn. Bây giờ cô cầm lấy 150 vạn rồi cút đi, từ nay về sau cô và quán lẩu này không còn quan hệ gì nữa. Ha ha, Trác Tiểu Lệ khó thở cười to, 150 vạn, anh có thể lấy ra không? Lâm Tử Minh, không phải tôi xem thường anh có 50 vạn đã là đập nồi bán sắt rồi, còn phải nhờ người thân bạn bè vay mượn mấy chục vạn. Lâm Tử Minh chỉ vào mấy dương tiền, nói tự cô đếm 150 vạn, lấy rồi cút đi. Con mẹ nó, anh đừng có giả vờ, đây là của anh Long tặng cho tôi. Đúng vậy, Lý Long cũng đứng dậy, dùng tay ôm lấy Trác Tiểu Lệ. Nhìn Lâm Tử Minh, cân nhắc rồi cười nói, đây là của tôi tặng cho vợ cậu, tôi cũng không muốn lừa dối cậu nữa, vợ cậu thường đi theo tôi, cô ấy phục vụ tốt làm, tôi rất thích, chút tiền ấy đối với tôi mà nói chỉ là chút thành ý. Là ông tặng à? Giang Thần đứng dậy, anh nhìn Lý Long, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, Lý Long không phủ nhận. Đan Chiến ở một bên xem trò vui. Đầu năm nay thật sự là loại người nào cũng có. Giang Thần liếc Lý Long một cái. Thản nhiên nói, đây rõ ràng là tôi tặng cho Tử Minh, liên quan gì đến ông? Tầng 1 của quán lẩu. Ở đây có không ít người đang tụ tập. Lúc này tất cả mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, mấy trăm vạn tiền mặt này, quà tặng vô giá này, rốt cuộc là ai tặng? Không lẽ thật sự là Giang Thần? Chắc là không phải anh ở rể nhà họ Đường, ăn cơm nhà họ Đường, uống nước nhà họ Đường, mà hiện tại nhà họ Đường vừa mới trải qua một kiếp nạn. Đã không còn vực dậy được nữa, sao lại có thể đưa nhiều tiền như vậy cho Giang Thần? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh bỉ. Lâm Tử Minh, anh xem, anh kết giao loại bạn bè gì vậy? Còn không mau quỳ xuống nhận sai với ông chủ Lý đi, may ra còn có đường sống mà quay về. Đúng vậy, mau quỳ đi. Mấy người bạn thân của Trác Tiểu Lệ tỏ ra vui sướng khi thấy người gặp họa, bọn họ bắt đầu châm dầu vào lửa. Bọn họ rất muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Tử Minh có dám quỳ không. Hừ, vẻ mặt Trác Tiểu Lệ lộ vẻ khinh thường, nói anh không tự lấy nước soi lại mình đi, mấy trăm vạn tiền mặt, mấy trăm vạn quà tặng, anh có thể tặng sao? Chương 317, tất cả đều là nhân vật có tiếng. Vẻ mặt Trác Tiểu Lệ khinh thường. Cô ta hiểu rất rõ bản chất của Giang Thần. Chỉ là một thằng con rể vô dụng mà thôi,
ngay cả nhà họ Đường cũng không thể đưa ra một món quà lớn như vậy, huống chi là tên ở rể nhà họ Đường. Đúng thật là tôi đưa. Giang Thần lãnh đạm nói, lập tức liếc nhìn Đan Chiến bên cạnh. Đan Chiến đứng lên nói, đúng vậy, là do cậu Giang tặng, tôi có thể làm chứng. Trác Tiểu Lệ vừa nhìn Đan Chiến, phát hiện chỉ là một tên đàn ông dâu ria cặn bã, thoạt nhìn cũng không phải là nhân vật có tiếng có tăm gì, cô ta không khỏi cười lạnh, ông làm chứng sao? Ông làm chứng thì được lợi ích gì chứ? Ông chú ơi, làm ơn đi, đừng nói nhảm nữa có được không? Đan Chiến không nói nên lời. Tại sao đưa mỗi món quà này thôi mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế chứ? Nếu biết sớm hơn, thì đã để Lỗ Sâm ở lại thêm một lúc rồi. Ông ta nhìn Giang Thần, ân nhân, việc có này phần khó xử lý, nếu không thì cậu đợi một lúc đi, đợi Lỗ Sâm đưa khách đến đây hết, tôi sẽ tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho Thiến Thiến ở đây, cũng coi như là cổ vũ cho bạn bè của cậu. Biến đi, quán lẩu nhà tôi không chào đón các người. Trác Tiểu Lệ đã ra lệnh đuổi khách. Còn có anh nữa, Lâm Tử Minh, anh cũng biến khỏi đây cho tôi, từ nay trở đi, tôi sẽ không còn liên quan gì tới anh nữa, còn 50 vạn anh đầu tư nhanh, sẽ coi như là phí đền bù tổn thất cho tuổi thanh xuân của tôi. Cô, Lâm Tử Minh rất tức giận. Giang Thần nắm lấy anh ta nói, đừng nói nữa, đi ra ngoài trước đi. Nhưng mà, anh Giang, nghe lời tôi. Được rồi. Lâm Tử Minh không cam lòng, miễn cưỡng đi theo Giang Thần đi ra ngoài. Ha ha. Trong quán, vang lên tiếng cười to. Tôi còn thực sự tưởng rằng tên ở rể Giang Thần này đưa quà cho Lâm Tử Minh, nhưng không ngờ tới là giả vờ. Đúng vậy, khoe khoang không biết chọn dịp rồi. Nghe những lời này xong, sắc mặt Lâm Tử Minh âm trầm khó coi. Bên ngoài quán, anh Giang, rõ ràng là cậu đưa món quà này, nhưng dựa vào cái gì mà phải rời đi chứ? Lâm Tử Minh khó hiểu nhìn Giang Thần. Giang Thần hơi dừng lại, đừng nóng vội. Cậu đợi thêm một lát nữa, bây giờ chúng ta không có chứng cứ, cũng không biết nói như thế nào, đợi chút nữa người tặng quà sẽ trở lại, đến lúc đó chúng ta mới đi vào, đến lúc đó thì không cần phải nói điều vô nghĩa nhiều. Vâng, Lâm Tử Minh gật đầu. Bên trong quán, Trác Tiểu Lệ nở nụ cười tươi rói ôm lấy Lý Long, dặn dò với đám nhân viên phục vụ, mấy người các cậu mang những món quà này lên phòng riêng 888 trên tầng 3 cho tôi. Vâng, nhân viên phục vụ đi đến. Trác Tiểu Lệ ôm Lý Long, cười quyến rũ nói, anh Long, chúng ta lên phòng riêng ở tầng 3 đi, anh ở riêng với em một lát nhé. Lý Long vừa nghe, lập tức biết sau khi vào phòng riêng sẽ xảy ra chuyện gì, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, nói, được rồi, chúng ta vào phòng riêng ngồi nói chuyện nhân sinh một lúc nào. Bên ngoài quán, Giang Thần và Đan Chiến đang ngồi xổm ở bên đường. Lâm Tử Minh không yên lòng đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn về phía quán lẩu sau lưng. Từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã hơn một giờ trôi đi. Hơn một giờ sau, một vài chiếc xe ô tô hạng sang xuất hiện bên ngoài quán. Đây đều là những mẫu xe sang có trị giá hơn mấy trăm vạn. Có mấy chục chiếc xe xuất hiện cùng một lúc, vẫn còn một vài chiếc chạy chậm phía sau, chặn ngang cả con phố cổ. Một sự khoe khoang lớn như vậy, đã thu hút sự chú ý của những người qua đường. Chỉ thấy rất nhiều ông chủ lớn nổi tiếng ở Giang Trung lần lượt xuống xe. Đứng trước lối vào quán lẩu Long Dịch. Bọn họ cũng không vào, mà đứng đợi ở cửa, như thể đang đợi ai đó. Giang, anh Giang, bọn họ. Lâm Tử Minh nhìn thấy những nhân vật có tiếng này, không nhịn được mà hỏi cậu gọi tới đấy à? Giang Thần cười nói, làm sao tôi có tài như vậy chứ, là ông chú này gọi đến, đây mới là người có tiền thực sự, cậu phải nịnh nọt cho tốt đấy, nịnh ông ta được rồi, ông ta tùy ý rút một cái lông chân trên người mình. Cũng đủ để cậu sống cả đời mà không phải lo nghĩ miếng ăn miếng mặc đó. Đan Chiến cười nói, ân nhân cứ nói đùa. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã có mặt, điều này đã thu hút sự chú ý của Trác Tiểu Lệ. Trác Tiểu Lệ bước ra ngoài. Cô ta nhìn thấy mấy chục chiếc xe ô tô sang trọng đậu trên đường trước cửa quán, nhìn thấy những nhân vật có tiếng đang ở trước quán. Trước đây cô ta chỉ thấy những nhân vật có tiếng tăm này ở trên TV mà thôi. Nhưng bây giờ tất cả đều xuất hiện ở đây. Mọi người, các ông chủ, các ngài đây là. Trác Tiểu Lệ cũng coi như là người nhìn thấu chuyện đời, cũng quen biết không ít ông chủ, nhưng nhiều ông chủ lớn tụ tập lại đây, cô ta cũng có chút lo lắng. Cô ta mở miệng nói chuyện, nhưng không một ông chủ lớn nào để ý đến cô ta. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ xinh xắn đang độ tuổi thanh xuân đi tới. Bố,
cậu Giang. Đan Thiến Thiến nhìn thấy Đan Chiến và Giang Thần đứng ở bên đường, cô ta nhanh chóng chạy tới, thân mật ôm cánh tay Đan Chiến, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, bố, cảm ơn bố. Cô ta nhìn Giang Thần, ngọt ngào gọi một tiếng, anh Giang. Ừ, Giang Thần gật đầu. Lỗ Sâm đi tới. Ông chủ, cậu Giang. Lúc Trác Tiểu Lệ ở cửa nhìn thấy cảnh này, cô ta hoàn toàn chết lặng. Đây không phải là người đã tặng quà lúc trước sao? Sao anh ta lại đi chào hỏi với Giang Thần thế? Giờ phút này, tâm trí của cô ta trống rỗng, vừa hoang mang vừa lo sợ. Đan Chiến dặn dò Lỗ Sâm, nói, lúc trước cậu tặng quà cũng không nói rõ, là cậu Giang đưa cho cậu Lâm. Đúng ạ. Lỗ Sâm đi về phía Trác Tiểu Lệ. Trác Tiểu Lệ phản ứng lại kịp thời, vội vàng chào hỏi, quý khách, xin mời vào quán, nhanh lên ạ, xin mời vào bên trong. Lỗ Sâm hơi dừng lại, nói, lúc trước không phải tôi gửi quà tới, mà món quà này là cậu Giang đưa cho cậu Lâm. Hả? Trác Tiểu Lệ há to miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi sững sờ vài giây, cô ta quay người lại nhìn Lý Long ở phía sau. Lý Long nói là mình đưa, nên cô ta mới đặc biệt dẫn Lý Long lên phòng riêng ở tầng 3, để cảm ơn Lý Long thật tốt. Lý Long nhìn thấy tình hình thế này, cũng bị dọa sợ. Anh ta là chủ thầu trên công trường xây dựng, tuy có chút tiền nhưng so với mấy ông chủ lớn thực sự đang ở trước mặt, thì không đáng nói. Thiên Quân, Trường Sinh, nhà họ Hứa, nhà họ Ngụy. Tất cả những ông chủ lớn này đều đến đây. Lâm Tử Minh ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi tới, kinh ngạc nhìn Lý Long, gằn từng chữ từng câu nói, bây giờ anh lặp lại lần nữa xem, món quà này là anh đưa sao? Tôi ư. Lý Long mở miệng, nhưng lời nói đến khóe miệng lại không thốt ra được. Anh Long, anh nói đi. Trác Tiểu Lệ hoảng đến mức sắp khóc. Lâm Tử Minh vung tay tát vào mặt Trác Tiểu Lệ, tức giận mắng, con khốn, cô cút khỏi đây cho tôi. Bạn bè của Trác Tiểu Lệ ở bên cạnh đều đang nhìn. Bọn họ cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trước đấy bọn họ đều nghĩ là do ông chủ lớn Lý Long gửi tới, nhưng không ngờ thật sự là do Giang Thần gửi tới. Đan Chiến đi tới, nhìn về phía Lâm Tử Minh, nói, cậu Lâm, hôm nay là sinh nhật con gái của tôi có thể bao hết quán lẩu của cậu được không? À, được chứ, tất nhiên rồi. Lâm Tử Minh vừa mừng vừa hoảng. Anh ta chỉ là một người bình thường. Còn Đan Chiến là một người có thể mời được rất nhiều nhân vật có tiếng đến. Nhưng người này lại gọi anh ta là cậu Lâm, giờ phút này anh ta cảm thấy mặt mũi mình sáng lên hẳn. Đan Chiến dặn dò Lỗ Sâm, còn đứng ngây người ở đó làm gì, còn không mau mời mọi người vào trong ngồi nghỉ ngơi đi. Lỗ Sâm lập tức đi sắp xếp. Có rất nhiều nhân vật có tiếng đều liếc nhìn Giang Thần. Bọn họ đều biết thân phận của Giang Thần, nhưng bọn họ không ngờ rằng, Giang Thần thật sự lại có quan hệ với Đan Chiến. Nhưng lần này, bọn họ ở đây để cho Đan Chiến mặt mũi, cũng không có thời gian để hỏi thêm về chuyện của Giang Thần. Những nhân vật có tiếng này lần lượt vào quán. Tử Minh, em sai rồi. Trác Tiểu Lệ là một người sắc sảo. Cô ta biết Lâm Tử Minh nịnh bợ được ông chủ lớn, nên cô ta ngay lập tức nắm lấy tay Lâm Tử Minh, khẩn cầu, chồng ơi, anh tha thứ cho em đi. Cô ta hạ giọng, nhỏ giọng nói, em vừa mới mua một bộ quần áo mới, tối nay về em sẽ mặc cho anh xem. Cô ta hiểu rất rõ về đàn ông, đặc biệt là Lâm Tử Minh. Cô ta biết Lâm Tử Minh nhớ thương mình rất nhiều. Cút đi, con khốn. Lâm Tử Minh vung cả bàn tay, mắng, Trác Tiểu Lệ, tôi chịu đủ rồi, cô cầm 150 vạn rồi cút đi, từ hôm nay trở đi, cô không hề có liên quan gì đến quán này nữa. Đan Thiến Thiến nhìn Giang Thần, hỏi, anh Giang, xảy ra chuyện gì thế? Giang Thần cười nhẹ một tiếng, nói, không có gì, đi thôi. Chúng ta cũng vào ngồi đi. Vâng. Đan Thiến Thiến trông rất vui vẻ. Cô ta buông Đan Chiến ra, đi tới nắm lấy Giang Thần. Lần này Đan Chiến mời quá nhiều người. Ngay cả nhà họ Đường cũng đến. Nhưng nhà họ Đường cầm thiệp mời của Giang Thần đến. Đường Sở Sở cũng ở trong số đó. Ngay khi đám Đường Sở Sở vừa bước xuống xe, đã nhìn thấy Đan Thiến Thiến thân mật đi nắm Giang Thần. Bùm. Đường Sở Sở nhìn thấy cảnh này. Như bị sét đánh, lập tức sững sờ tại chỗ. Đường Lỗi vừa xuống xe sửng sốt một chút, mới hỏi kia, đó không phải là Giang Thần sao? Đường Mộng Oánh đẩy Đường Sở Sở, nhỏ giọng nói, chị Sở Sở, chị còn sững người ra đó làm gì, còn không nhanh chóng đi qua, anh ấy là chồng của chị không thể để người phụ nữ khác cướp mất được. Tôi,
Đường Sở Sở muốn nói rồi lại thôi. Cô muốn đi qua. Nhưng nghĩ đến thái độ trước đây của cô đối với Giang Thần, cô không có can đảm. Mà Giang Thần, đang vỗ vai Lâm Tử Minh, nói tôi tin chắc cậu có thể giải quyết vấn đề này. Ừ, tôi cũng tin tưởng cậu. Đan Thiến Thiến không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười trên môi, nắm lấy Giang Thần đi vào trong quán lẩu. Chương 318, xứng đôi vừa lứa. Đan Thiến Thiến kéo khoác tay Giang Thần cứ như hai người thân quen vậy. Sâu trong nội tâm Giang Thần là sự khước từ. Nhưng vừa nghĩ đến Đan Chiến thay anh tặng món quà lớn thế này, còn kéo hết toàn bộ những nhân vật lớn tham gia tiệc sinh nhật đến quán lẩu nho nhỏ này ăn cơm, một màn biến tướng này là để tăng thêm danh tiếng của quán lẩu Long Dịch. Kể từ đó, quán lẩu này không còn thiếu khách nữa. Anh cũng ngầm đồng ý để Đan Thiến Thiến kéo tay mình. Còn Đường Sở Sở thì cứ như vậy nhìn Giang Thần và Đan Thiến Thiến đi vào quán lẩu. Cô không có can đảm để đi qua. Cô đứng ở đằng xa, thoáng chần chừ một lát rồi sau đó quay người rời đi. Sở Sở, con làm gì vậy? Hà Diễm Mai kéo cô. Đường Sở Sở để lộ vẻ bất đắc dĩ, nói con còn đi vào làm gì nữa, để bị anh ấy khinh thường, nhạo báng sao? Cái con nhỏ chết tiệt này, bình thường dạy mày thế nào, mày chính là vợ của nó, bây giờ chồng mình bị người ta cướp, mày lại làm con rùa rụt đầu, càng là lúc thế này mày càng phải rộng lượng, chủ động đến chào hỏi Đan Thiến Thiến. Nói cái gì mà, hôm nay sinh nhật cô, cho cô mượn chồng tôi dùng một ngày, cái này cũng cần mẹ dạy mày sao? Hà Diễm Mai giặt một vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con không bỏ qua sỉ diện của mình được, người nói ly hôn là con, bây giờ lại đi nịnh nọt anh ấy, con không làm được. Đường Sở Sở khẽ khàng lên tiếng. Tại thời điểm này, cô cảm thấy cuộc sống của mình tối tăm mù mịt. Đăng ký kết hôn với một người mình không thích, không có cảm giác. Mà người cô thích thì lại là bạn trai của bạn thân của cô. Cô hận, hận ông trời vì sao lại đối xử với cô như vậy. Đều nói là khổ tận cam lai, nhưng cô chịu 10 năm khổ lại không thấy cam lai, mà là nhận lấy đau khổ càng lớn hơn. Chị Sở Sở, chị không thể bỏ cuộc được đâu. Đây chính là 500 tỷ đó, 500 tỷ có nghĩa là gì có biết không? Sở Sở, tương lai của nhà họ Đường phụ thuộc vào con. Người nhà họ Đường không ngừng mở miệng khuyên bảo. Nhìn thấy vẻ mặt của cả cái nhà này, Đường Sở Sở cảm thấy ghê tởm. Từ đầu đến cuối người nhà họ Đường đều chỉ công nhận tiền bạc thôi. Đường Sở Sở nước mắt lưng tròng. Và Hà Diễm Mai cảm thấy giọng điệu nói chuyện của mình hơi nặng nề một chút nên cũng thả chậm lại tốc độ nói, khuyên nhủ. Sở Sở, mẹ biết con thích Hắc Long, nhưng Hắc Long là ai chẳng lẽ con không biết sao, cậu ta là chiến thần của Trung Quốc, là thần bảo vệ của Trung Quốc, phụ nữ cả nước đều thích cậu ta. Làm sao con tranh đua với người khác được hả? Với cả con cũng nói đó, cậu ta và Hứa Tình đã ở bên nhau, hiện tại Giang Thần sắp có 500 tỷ rồi, con còn theo đuổi cái gì Hắc Long chứ? 500 tỷ không thơm ngon hơn sao? Nghe mẹ chỉ biết làm điều tốt cho con, sẽ không hại con đâu. Đi, vào quán. Hà Diễm Mai nói xong là lôi kéo Đường Sở Sở đi về phía quán lẩu. Đường Sở Sở không cam lòng miễn cưỡng bị kéo vào. Hôm nay Đan Chiến đặt trước bao hết cả quán. Những người khác đều bị đuổi hết ra ngoài. Hầu hết những người này đều là bạn bè của Trác Tiểu Lệ, có người là người nhà của cô ta, cũng có người là khách hàng trước kia khi cô ta còn trên sân khấu. Còn có mấy bạn là người bên chỗ Lâm Tử Minh. Tất cả số còn lại là một vào bạn cùng lớp của bọn họ. Những người bị đuổi ra lại chẳng hề oán giận lấy một câu. Trước cửa quán có không ít người tụ tập. Có chuyện gì vậy? Đó không phải là thần y Phương Phương Vĩnh Cát sao? Thần y cái gì chứ? Thần y đợt này là Đường Sở Sở, tôi thấy Đường Sở Sở cũng đi vào rồi. Tôi còn thấy chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Quân Diệp Hùng, trước kia chỉ thấy trên TV thôi. Có cả lâm y của tập đoàn Trường Sinh nữa. Nhiều nhân vật lớn như vậy đều đến quán lẩu nhỏ xíu này luôn á, rốt cục Trác Tiểu Lệ này quen biết bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn thế. Không ít người bàn tán xôn xao. Mà Trác Tiểu Lệ thì đang đứng ở cửa đau khổ cầu xin, Tử Minh, em sai rồi, cầu xin anh cho em một cơ hội, nể tình chung chăn chung gối, anh tha thứ cho em đi, em sẽ không bao giờ xem thường bạn của anh nữa, em sẽ không bao giờ để anh quỳ bàn phím nữa, sau này trong nhà đều nghe theo anh hết, cậu nói cái gì thì chính là cái đó, anh bảo em quỳ em sẽ quỳ ngay. Trác Tiểu Lệ biết, Lâm Tử Minh nịnh bợ được nhân vật lớn, đại nhân vật hàng thật giá thật. Sau ngày hôm nay,
Lai Long Dịch sẽ trở thành một quán lẩu cực nổi tiếng, khách hàng nườm nượp. Những cái này đều là tiền. Cô ta không muốn từ bỏ. Biến. Lâm Tử Minh không hề mềm lòng dù chỉ một chút. Trác Tiểu Lệ, sớm đã biết có hôm nay, hà cớ gì lúc trước tôi phải cắt đứt qua lại với cô. Lâm Tử Minh quát to rồi quay người đi vào quán lẩu. Cảnh tượng này bị không ít người thấy được. Những người này đều biết, từ nay về sau quán lẩu này thuộc về Lâm Tử Minh. Anh Tử Minh, một số bạn học thấy sang bắt quàng làm họ đều chạy tới bợ đít Lâm Tử Minh. Quán lẩu, tầng 3. Trong một phòng bao xa hoa. Có vài người đang ngồi trong phòng. Đan Chiến, Giang Thần, còn có cả Đan Thiến Thiến. Thiến Thiến, bây giờ đã hài lòng rồi chứ? Đan Chiến cười hỏi. Vâng. Đan Thiến Thiến liên tục gật đầu, nói, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất, bố, cảm ơn bố ạ. Được con gái cảm ơn, Đan Chiến trong lòng vui vẻ. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lỗ Sâm đứng ở một bên đi mở cửa. Có hai người đứng ở cửa. Một người phụ nữ trung niên. Một cô gái mặc váy xinh đẹp, dáng người cao gầy, làn da thịt trắng mịn, dáng người đẹp cực kỳ. Đây là Hà Diễm Mai và Đường Sở Sở. Ngài Đan. Hà Diễm Mai đứng ở cửa, mặt mày tươi cười sán lạn, nói, không ngại nếu chúng tôi vào ngồi một chút chứ. Nói xong, bà ta còn to miệng gọi một tiếng, Giang Thần, vợ con tới rồi. Giang Thần đang ngồi ở chỗ phòng bao dựa vào cửa sổ, anh hút thuốc, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng gọi, anh nhất thời quay người nhìn lại, chỉ thấy Hà Diễm Mai và Đường Sở Sở đứng ở cửa. Anh đúng lúc đứng dậy, đi về phía cửa, nhìn Đường Sở Sở, trên mặt mang theo ý cười, Sở Sở, sao em lại tới đây? Nói xong, anh kéo tay Đường Sở Sở rồi kéo cô đi vào. Đường Sở Sở vốn định từ chối nhưng cô vẫn nhịn xuống, để mặc Giang Thần kéo mình. Sở Sở, các con nói chuyện đi, mẹ sẽ không vào quấy rầy đâu. Hà Diễm Mai rất biết điều. Bà ta biết thân phận của Đan Chiến, bà ta không có tư cách đi vào, bà ta cũng chỉ là dẫn Đường Sở Sở tới thôi. Trong phòng bao, Đường Sở Sở ngồi xuống. Chào chị dâu. Đan Thiến Thiến ngọt ngào chào hỏi. Ừm. Đường Sở Sở gật gật đầu, khẽ đáp lại một tiếng. Người trẻ tuổi các con nói chuyện đi, bố không quấy rầy nữa. Đan Chiến rất biết điều mà đứng lên, nhìn Lỗ Sâm một cái. Lỗ Sâm hiểu ý, đi theo Đan Chiến ra khỏi phòng bao. Đan Thiến Thiến nhìn Giang Thần ngồi bên cạnh Đường Sở Sở, trên khuôn mặt xinh đẹp để lộ ý cười, nói chị dâu, chị và anh Giang đúng là xứng đôi vừa lứa, một người xinh đẹp như tiên, một người cái thế vô song, thật sự là anh hùng xứng với người đẹp. Phải không? Đường Sở Sở không yên lòng, qua quyết cho có. Đúng vậy mà. Đan Thiến Thiến nghiêm túc gật đầu. Đường Sở Sở quá đẹp. Đẹp đến mức ngay cả một người phụ nữ như cô ta cũng hơi hơi hâm mộ. Nếu cô ta là nam, nhất định cũng sẽ yêu Đường Sở Sở. Giang Thần biết ơn nhìn Đan Thiến Thiến một cái, cô bé này miệng ngọt quá. Giang Thần nhìn Đường Sở Sở, hỏi, Sở Sở, sao em lại tới đây, em không giận anh sao, anh cũng đã nói với em rồi, anh bị oan, bây giờ cảnh sát đã điều tra rõ ràng, anh đã được phóng thích vô tội. Ừm, Đường Sở Sở đáp một tiếng. Nói tôi tin là anh bị oan. Đường Sở Sở rất là qua loa có lệ. Cô đã không còn quá quan tâm đến vấn đề này nữa rồi. Trước đó chuyện này chưa xảy ra, cô một lòng muốn sống cùng Giang Thần, nhưng chính vì chuyện này đã xảy ra, Giang Thần bị bắt, cô mới biết được Hắc Long vẫn còn sống. Hơn nữa Hắc Long còn giúp cô đoạt được danh hiệu thần y. Bây giờ trong đầu cô toàn là Hắc Long. Chương 319, cưỡng hôn. Nhưng cứ nghĩ đến việc nhìn thấy hình ảnh Từ Thanh và Hắc Long ôm hôn trên sofa, trong lòng Đường Sở Sở lại cảm thấy hụt hẫng. Cô liếc mắt nhìn Giang Thần ở bên cạnh. Vẻ mặt cô đều là sự thất vọng. Nếu chồng cô có được 1/10 sự ưu tú của Hắc Long thì tốt rồi. Anh Giang, tuổi của anh cũng không lớn, y thuật của anh là học từ ai vậy? Cả võ công của anh nữa, là do ai dạy anh? Đan Thiến Thiến nhoài người lên bàn, hai tay nâng cằm, trông mong nhìn Giang Thần. Toàn thân Giang Thần từ trên xuống dưới đều hấp dẫn cô ta. Cả người Giang Thần đều bí ẩn. Y thuật của anh, võ công của anh, những thứ này đều thu hút cô ta. Giang Thần cười nhạt, không giải thích nhiều, bây giờ trong mắt anh chỉ có Đường Sở Sở. Đường Sở Sở ngồi bên cạnh, anh có thể ngửi được mùi thơm của nước hoa trên người Đường Sở Sở, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng phát ra từ những sợi tóc.
anh không phải là lần đầu tiên gần gũi kề bên đường Sở Sở. Nhưng mà bây giờ nhịp đập tim anh có hơi nhanh, mạch máu giãn nở. Đường Sở Sở không để ý đến anh. Cô nói chuyện với Đan Thiến Thiến, cười nói, Thiến Thiến, y thuật và võ công của anh ấy đều do Hắc Long dạy. Hả? Đan Thiến Thiến sửng sốt, kêu lên thất thanh. Cô ta mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng mà nghĩ đến, Giang Thần ở rể tại nhà họ Đường, bây giờ nhà họ Đường còn chưa biết thân phận của anh. Cô ta cũng sẽ không vạch trần anh. Ồ, hóa ra là vậy. Vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra. Cô ta liếc nhìn Giang Thần, nói thầm trong lòng, anh ấy không phải Hắc Long thì thôi, còn theo Hắc Long học. Hai người đang nói chuyện phiếm. Giang Thần tựa vào ghế sofa, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho chuyên gia tình cảm mà anh thuê. Anh kéo hết những chuyên gia tình cảm này vào một nhóm, rồi kể lại tình huống hiện tại, hoàn cảnh của mình. Rất nhanh, trong nhóm đã bùng nổ. Đủ loại tin nhắn gửi đến. Giang Thần nhanh chóng nhìn lướt qua. Nhìn thấy những đề xuất đó, khóe miệng anh nhếch lên, ý cười nhàn nhạt. Ấy, anh làm gì vậy? Đường Sở Sở bỗng ngạc nhiên kêu lên. Bởi vì Giang Thần bất thình lình kéo tay cô có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Giang Thần kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, vẻ mặt dịu dàng nói, Sở Sở, dạo gần đây có chiếu một bộ phim, buổi tối chúng ta đi xem đi. Đúng rồi, chính là 100 điểm yêu đương của Thái Khôn gì đó đóng chính. Thái Khôn đã bị thời đại khoa phong sát. Nhưng mà, đây là chuyện gần đây. Mà bộ phim này là quay vào lúc anh ta còn đang nổi tiếng. Đường Sở Sở cũng là fan của Thái Khôn, cô rất thích nhạc của Thái Khôn, những bài hát của anh ta, cất lên tiếng lòng của cô. Đường Sở Sở hơi do dự. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng gật đầu. Giang Thần rèn sắt khi còn nóng, nói, không thì chúng ta ăn trưa xong rồi đi. Cũng được, Đường Sở Sở buổi chiều cũng không có việc gì nên đồng ý. Đan Thiến Thiến vẻ mặt đầy hâm mộ. Cô ta nhìn thấy vẻ mặt của Giang Thần. Ai có thể ngờ, Hắc Long nổi danh thiên hạ, cũng có một mặt nhu tình như thế. Đường Sở Sở có tài đức gì, có thể có được sự mê muội của Hắc Long như vậy. Thiến Thiến. Giang Thần nhìn Đan Thiến Thiến, cười nói, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Một tiếng sinh nhật vui vẻ, làm cho Đan Thiến Thiến cười tươi như hoa nở. Anh Giang, có thể nhận được lời chúc của anh còn vui hơn nhận được bao nhiêu quà tặng. À, Giang Thần cười nhạt, thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Anh Giang, giọng nói của Lâm Tử Minh vang lên. Giang Thần nói to, vào đi. Lâm Tử Minh đẩy cửa đi vào. Anh Giang, chị dâu, cô Đan. Giang Thần hơi chịu thua, chỉ vào cái ghế bên cạnh, nói, ngồi đi. Đúng rồi, chuyện với Trác Tiểu Lệ đã giải quyết chưa? Lâm Tử Minh đi đến, ngồi xuống rồi nói, đã nói rõ ràng rồi, nhưng muốn ly hôn cũng không dễ như vậy, cô ta sống chết không chịu. Tôi chuẩn bị kiện, cưỡng chế ly hôn. Đúng rồi, tôi đã thu thập chứng cứ cô ta ngoại tình. Anh Giang, cậu có thể giúp tôi không? Ừm. Giang Thần gật đầu. Với mạng lưới tình báo ngầm trong tay anh, muốn thu thập chứng cứ ngoại tình của một người rất đơn giản. Cứ giao cho tôi, ngày mai là có thể cho cậu chứng cứ ngoại tình của Trác Tiểu Lệ. Lâm Tử Minh vẻ mặt cảm kích, đứng lên, nghiêm túc nói, anh Giang, cảm ơn cậu. Nếu không phải là cậu, những ngày tháng uất ức như vậy, không biết tôi còn phải trải qua bao lâu nữa, là cậu đã cho tôi cuộc sống mới. Giang Thần hơi chịu thua, cười nói, Tử Minh, những lời này của cậu nghiêm trọng quá rồi, đều là anh em, nói cảm ơn làm gì. Đúng rồi, dặn dò phòng bếp, nhanh chóng đưa thức ăn lên, ăn trưa xong tôi còn có việc. Được. Lâm Tử Minh gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi, dặn dò phòng bếp đưa đồ ăn lên. Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên. Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên. Giang Thần sau khi ăn lẩu xong, chào đờ ti ti một tiếng, rồi kéo Đường Sở Sở rời khỏi quán lẩu Long Dịch. Anh đưa Đường Sở Sở đến một rạp chiếu phim trong thành phố và mua hai vé xem phim. Anh đã mua ghế tình nhân. Ở phía sau là một cái sofa có thể ngồi hai người. Phim bắt đầu chiếu rồi. Đường Sở Sở xem một cách thích thú. Mà Giang Thần lại không tập trung. Từ lúc bắt đầu anh đã không có ý muốn xem phim. Nhưng mà, anh vẫn đang chăm chú nhìn một vài tình tiết trong phim. Ngay vào lúc nam chính hôn nữ chính rất thâm tình, Giang Thần nhân cơ hội này, nhẹ nhàng ôm chặt eo nhỏ của Đường Sở Sở. Đường Sở Sở cũng động lòng, cơ thể không nhịn được dựa vào vai Giang Thần, rúc vào lòng anh. Giang Thần vô cùng đắc ý trong lòng.
những chuyên gia tình cảm đó đúng là có tài, phân tích thấu đáo tâm lý phụ nữ. Cảnh tượng này đã sớm được phân tính rồi. Mà đề nghị của chuyên gia tình cảm là, nếu Đường Sở Sở nhìn thấy chỗ tình cảm mãnh liệt, không nhịn được rúc vào lòng anh, lúc này phải chủ động một chút, trực tiếp cưỡng hôn. Bọn họ đã đưa ra lời khuyên rồi. Giang Thần cũng biết nên làm thế nào. Nhưng mà, anh có hơi không nỡ. Anh không nỡ cưỡng hôn Đường Sở Sở như vậy. Anh đã do dự. Vài giây sau, anh mới quyết định. Ôm chặt Đường Sở Sở, sau đó hôn lên môi cô. Đường Sở Sở đang xem rất nghiêm túc. Bỗng nhiên miệng đã bị lấp kín. Ô ô, cô cố gắng chống đỡ. Nhưng Giang Thần ôm chặt cô, cho dù giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra được. Hơn 10 giây sau, tim cô đập nhanh, hô hấp nặng thêm, cả người không còn sức lực rúc vào lòng Giang Thần, đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn này, kéo dài đến 3 phút. 3 phút sau, Đường Sở Sở mới đẩy Giang Thần ra. Lúc này mặt cô đỏ ửng, ngực phập phồng lên xuống, u oán liếc Giang Thần, tức giận mắng, muốn chết à. Giang Thần cười hì hì. Vợ à, hôm nay em thật đẹp. Hừ. Đường Sở Sở hừ lạnh một tiếng, hơi động đậy thân thể, giữ khoảng cách nhất với Giang Thần. Sau đó, Giang Thần đã thành thật hơn. Mục đích lần đi xem phim này của anh đã đạt được. Bộ phim rất nhanh đã chiếu xong. Hai người cùng nhanh đi ra khỏi phòng chiếu phim. Ôi, kết cục không đẹp, nam chính trả giá vì nữ chính nhiều như vậy, cuối cùng nữ chính lại thay lòng đổi dạ. Nữ chính này thật ghê tởm, nam chính đúng là mù mắt rồi. Đường Sở Sở sa vào nội dung bộ phim, phim chiếu xong rồi, cô còn chưa đi ra, còn liên tục mắng nam chính. Giang Thần cũng biết nội dung đại khái của bộ phim, thảo luận với Đường Sở Sở. Đúng vậy, nhưng mà, cái kết để lại sự hồi hộp theo dõi. Tuy rằng nam chính cho nữ chính đôi mắt, trở thành một người mù, nhưng hình ảnh xuất hiện cuối cùng, rõ ràng là vẫn còn bộ thứ hai, thứ ba. Hẳn là nam chính sẽ ở bên nữ chính. Đường Sở Sở bĩu môi, nói, nếu có người đối với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ một lòng một dạ. Phải không? Giang Thần sờ sờ cái mũi. Đường Sở Sở nghĩ tới điều gì đó, lập tức không nói nữa, bước nhanh ra khỏi rạp chiếu phim. Chương 320, trở mặt. Đường Sở Sở cảm thấy có lỗi. Bởi vì Giang Thần thực sự rất tốt với cô, anh nghe theo từng lời nói của cô, ngoan ngoãn làm theo. Nhưng cô lại yêu một người đàn ông khác. Đây là sự giả dối trong hôn nhân. Cô cảm thấy mặt mình rất nóng, cúi đầu đi về phía trước, không dám nhìn Giang Thần. Giang Thần nhanh chóng đuổi theo, đi tới nắm tay Đường Sở Sở. Có thể là do lương tâm cắn rứt, Đường Sở Sở không cự tuyệt mà để cho Giang Thần nắm lấy. Vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim. Một cô gái nhỏ cầm theo mấy bông hoa hồng đi tới, háo hức nhìn Giang Thần, anh trai. Mua một bông hoa tặng chị gái xinh đẹp này đi, người đẹp phải đi với hoa tươi. Bao nhiêu thế? Giang Thần cười hỏi. 10 đồng một bông ạ. Được, anh muốn lấy hết. Giang Thần sờ sờ túi, nhưng anh không có thói quen mang theo ví tiền, trong túi quần trống rỗng. Anh cười ngượng nghịu, hỏi có thể quét mã QR để thanh toán không? Anh trai, được nha. Cô gái nhỏ cười nhìn Giang Thần, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cô gái lấy một mã QR ra. Giang Thần lấy điện thoại di động ra, quét mã QR. Anh trai, 9 bông ạ. Giang Thần quét nhanh 90 đồng trả cho cô gái nhỏ này. Cô gái nhỏ đưa tất cả hoa hồng đỏ trong tay cho Giang Thần, cảm ơn anh trai. Nói xong, cô gái nhảy nhót rời đi. Giang Thần cầm lấy hoa, đưa cho Đường Sở Sở, cười nói, Sở Sở, tặng cho em này. Đường Sở Sở bĩu môi. Vốn dĩ cô không muốn lấy, nhưng cô vẫn nhận. Vợ à. Chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đây đi, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng anh vẫn chưa tặng gì cho em cả, hôm nay bất kể em thích cái gì, thì anh đều sẽ mua cho em. Anh sao? Đường Sở Sở liếc mắt nhìn Giang Thần, châm chọc nói, Giang Thần, lương một tháng của anh có mỗi một ít như vậy, anh có thể mua cho tôi cái gì được, quần áo đẹp, đồ mỹ phẩm, anh có thể mua nổi không? Sở Sở, tiền chỉ là vật ngoài thân đối với anh cũng không thiếu tiền. Giang Thần nghiêm mặt nói. Theo anh thấy, có nhiều thứ trên đời còn quý giá hơn cả tiền bạc. Gia đình, tình bạn, tình yêu, đó là những thứ mà ngay cả tiền bạc cũng không mua được. Đường Sở Sở hít một hơi thật sâu. Giang Thần trước đây quả thực không thiếu tiền. Có 20 vạn. Nhưng anh không hề nói gì, chỉ lấy 20 vạn mua Vĩnh Thái cho cô. Nghĩ đến những thứ này,
cô vẫn có chút xúc động. Cô không còn giễu cợt Giang Thần nữa, mà là khẽ gật đầu một cái. Cô cầm lấy 9 bông hoa, nhẹ nhàng ngửi một cái, không khỏi thốt lên, thơm quá. Nhìn thấy vẻ mặt này của Đường Sở Sở, Giang Thần cũng vừa lòng thỏa mãn. Dắt cô đi về phía trước. Đi ngang qua một cửa hàng trang sức. Vợ, vào xem một chút đi. Đường Sở Sở nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bước vào. Chào mừng quý khách. Uầy, là Đường Sở Sở kìa. Ngay khi Đường Sở Sở vừa mới bước vào, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ngay lập tức, một nhân viên bán hàng đi tới, mang sắc mặt hào hứng, nói, xin chào Đường Sở Sở, tôi là fan hâm mộ của Hắc Long, cô có thể cho tôi xin WeChat của Hắc Long được không, tôi muốn thêm bạn bè với Hắc Long. Một người vừa mới mở miệng, những người khác cũng xông đến. Mọi người đều hỏi về chuyện của Hắc Long. Sở Sở, khi nào cô mới định ly hôn với người chồng vô dụng kia của cô vậy, khi nào cô kết hôn với Hắc Long thế? Sở Sở, kể nghe chút về chuyện tình của cô với Hắc Long đi. Một người là anh hùng thiên hạ, một người là mỹ nhân số một Giang Trung. Hai người là một đôi trời sinh, hai người mà ở cùng nhau, sẽ là chuyện tốt đó. Nghe được những lời này, Đường Sở Sở cũng hơi xấu hổ, vội vàng giải thích, cô hiểu lầm rồi, tôi với Hắc Long chỉ là bạn thôi, với lại tôi sẽ không ly hôn với chồng tôi cũng đã từng là cấp dưới của Hắc Long, quan hệ giữa hai người rất tốt. Giang Thần ở bên cạnh nghe được lời này, trong lòng tràn đầy vui sướng. Đường Sở Sở không còn nghĩ đến việc ly hôn với anh nữa. Bây giờ chỉ cần anh tiếp tục làm việc chăm chỉ, sớm muộn gì cũng có thể chiếm được trái tim của Đường Sở Sở. Sau khi Đường Sở Sở giải thích một câu, thì lập tức lôi kéo Giang Thần đi. Bây giờ cô đã quá nổi tiếng, bất kể đi đâu cũng bị một đám người vây quanh, mà những người này hầu như luôn hỏi về chuyện của cô và Hắc Long. Sau khi rời khỏi cửa hàng trang sức, Đường Sở Sở áy náy, Giang Thần, thực xin lỗi, thật ra tôi không có liên quan gì đến Hắc Long hết, nhưng là sau khi anh bị bắt mấy ngày trước, anh ấy đã giúp tôi, còn giúp tôi trở thành thần y trong nước, nhưng anh ấy có bạn gái rồi, bạn gái của anh ấy là Hứa Tình. Mặc dù Đường Sở Sở đang xin lỗi, nhưng Giang Thần có thể nhìn ra vẻ thất vọng trên mặt cô. Anh biết, Đường Sở Sở vẫn rất nhớ Giang Thần. Nhưng anh không để tâm. Bởi vì Đường Sở Sở chỉ thích một phiên bản khác của anh, cho dù có lừa dối, thì cũng là lừa dối anh. Không sao, đi thôi, trở về đi, không mua sắm nữa. Đường Sở Sở gật đầu như gà mổ thóc. Hai người cùng nhau trở về nhà họ Đường. Hà Diễm Mai và Đường Bác đã trở lại. Vừa về đến nhà, Hà Diễm Mai đã niềm nở chào hỏi Giang Thần, vừa châm trà vừa phục vụ tận tình cho anh. Điều này làm cho Giang Thần có chút vừa mừng vừa sợ. Sau khi Hà Diễm Mai bưng trà và lấy đồ ăn nhẹ xong, nhìn Giang Thần, cười hỏi, Giang Thần, chuyện đan chiến tặng một nửa gia sản cho con sao rồi? Hả? Giang Thần hơi sững sờ. Đan chiến đúng là đã nói vậy. Chỉ là anh không để tâm, cũng chưa từng hỏi qua đan chiến. Với lại anh cũng không thiếu tiền, cho dù đan chiến thật sự đưa cho anh, thì anh cũng không cần. Mẹ! Anh gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói, ngài đan chỉ nói đùa thôi ạ. Tặng một nửa ra này, việc này làm sao có thể, mẹ có biết đan chiến có bao nhiêu tiền không, tài sản của ông ta bảo toàn ước tính có 100 vạn, một nửa chính là 50 vạn, 50 vạn này há có thể nói tặng là tặng, chuyện này có thể được sao? Khuôn mặt của Hà Diễm Mai đột nhiên trầm xuống. Giang Thần, lời nói của tôi để ở đây, nếu cậu có được tài sản của đan chiến, vậy thì có thể ở với con gái nhà tôi, nhưng nếu không lấy được, vậy thì ly hôn đi. Hà Diễm Mai ngay lập tức trở mặt. Tốc độ này còn nhanh hơn lật một cuốn sách. Bà ta chấp nhận Giang Thần, chỉ vì 50 vạn này. Nếu không có 50 vạn này, thì Giang Thần chỉ là một tên vô dụng. Bà ta không muốn con gái mình bị trì hoãn bởi một tên vô dụng. Chia tay sớm chút, rồi mau chóng theo đuổi Hắc Long. Cho dù không đuổi kịp, thì bà ta cũng có thể tìm cho Đường Sở Sở một người chồng giàu có. Đường Sở Sở biết mẹ của cô là người như nào. Chỉ là cô cũng nghĩ về 50 vạn của đan chiến. Giang Thần, chuyện này do đan chiến tự nói ra, tôi cũng đã từng nghe qua, nhân vật lớn như ông ta sao có thể nói giỡn được, nếu không thì anh đi hỏi đi. Giang Thần liếc nhìn Đường Sở Sở, bất lực nói, vợ à, nếu đổi lại là em, cả đời này vất vả kiếm tiền, kiếm được không ít tiền, em nguyện ý đưa một nửa cho một người không liên quan sao? Giang Thần liếc nhìn Đường Sở Sở, bất lực nói, vợ à, nếu đổi lại là em.
cả đời này vất vả kiếm tiền, kiếm được không ít tiền, em nguyện ý đưa một nửa cho một người không liên quan sao? Nương Sở Sở không cam lòng nói, nhưng anh đã cứu con gái của ông ta, cho dù không cho được một nửa, nhưng chỉ cần anh mở miệng nói, mấy vạn chắc hẳn vẫn có thể lấy được nhỉ, bây giờ là lúc gia tộc đang thiếu tiền, nhà họ Đường đang phải tìm người vay mượn khắp nơi, hơn nữa hiện tại tôi cũng là thần y trong nước, cũng có chút danh tiếng, Thế Kỷ sẽ khởi động một lần nữa, nhưng việc này cần rất nhiều tiền, không có tiền, thì không thể nói lý tưởng hay tham vọng nào cả. Giang Thần cau mày, bất lực nói, mấy vạn thôi, em nói luôn đi, em coi mấy vạn này là gì. Bộp, Hà Diễm Mai vỗ lên bàn, quát, Giang Thần, cho dù thế nào đi nữa, cậu nhất định phải lấy tiền từ trong tay Đan Chiến, nếu thiếu một vạn, thì tôi tuyệt đối không chấp nhận cậu là con rể. Giang Thần nhìn Đường Sở Sở, hỏi, Sở Sở, em cũng có suy nghĩ như vậy sao? Tôi, Đường Sở Sở ngừng nói. Nhưng nhìn thấy ánh mắt như sắp giết người của Diễm Mai, cô cũng hít sâu một hơi, nói, Giang Thần, nhà họ Đường vừa trải qua đại họa, nếu không có tiền thì không thể khởi động Vĩnh Nhạc được, mà Thế Kỷ sắp khai trương cũng phải đình chỉ một lần khởi động thôi, cũng cần rất nhiều tiền. Nếu như anh không đòi tiền Đan Chiến, thì em sẽ ly hôn với anh sao? Giang Thần nhìn chằm chằm Đường Sở Sở. Anh đang chờ câu nói của Đường Sở Sở. Anh không muốn tình cảm của mình bị giới hạn bởi tiền bạc. Hết tập 27.